nó bây giờ là nó nằm trong một đằng là nó nằm ngay chỗ cái lục nhớ, nằm ngay chỗ lục nhớ nè, ngay chỗ lục nhớ luôn nè. Bắt thì không có được cái giò cũ ha, cái giò cũ luôn là đây nè, nó nằm đây là nó phải lên ra đây, mình phải chế, mình phải hạ nó xuống dưới nữa, nó làm cho nó đúng theo cái theo cái ba game của nó là nó để thôi là nó phá đồ. Nó phải tới cái đà đó, thật sự là cái bắt nền đó các bạn, không cái bắt nền tức là cái mấy sang á là nó không có cái con heo dầu chỗ đó, rất nó trống, nó chỉ có cái lọc nhớt thôi. Ừ. Rồi là mình có chỗ mình bắt cái động cơ cũ chạy lên co gì à, chú Hoàng hay là chị. Qua chú hai. Qua hả? Chạy đường lượm lượm đó. Lượm target giữa đường lượm hả? Ừ, tổng lên đây luôn. Nói làm dữ rồi. Cái gì cho đi ông ơi. Dạ, làm gì làm, lấy nữa lấy tiền xăng trả lại. Cái việc làm hoài. Cái này ở quan quen chắc ở cắm số 9 đi xuống dưới khoảng chừng 2 cây số. D8 chạy 3 dê nè, có đường nhớ nè. Cẩu ơi. Rồi lọc dê này chứ gì. Chế cái cốt khác vô. Không được chú ơi. Được à, lạc à. Vì cắm dây kìa, cắm dây kìa. Đây. Có lọn dưới luôn, lọn dưới luôn. Đi cho anh chút. Cái D8 cổ nữa nè các bạn. D8 thường thường á là nó chạy bạc đạn là sao? Bạc đạn là cái chưa ở trước ở sau cốt là có hai bạc đạn các bạn, 310 với 210. Nhưng mà cái đời này nó lại là cái bạc đạn sau, ở trước nó chạy 3 dê để dẫn nhớt vô cái khoảng giữa đó. Thì ở dưới này nó có gạch te rời, gạch te bằng tôn đó. Như vậy thì cái chân nền nó không vừa các bạn, nó vừa cái bề ngang thôi, nhưng mà cao thấp thì nó hoàn toàn nó khác. Cái loại này chân nền nó thấp hơn. Cái loại D8 chạy hoàn toàn bạc đạn. Rồi cái bánh dê đầu này cái bánh dê đầu này là nó không có cốt các bạn. Giờ mua không có cốt, phải bắt buộc phải mua cái cốt của cái tài thông thường mình đó, rồi bít lỗ nhớt rồi lại thì tiện vớt chế cho nó vừa vô. Máy này là lột dinh, chắc hết cốt luôn rồi. Có bánh chén lật liền rồi rồi đó, có gì đó các bạn. Trời ơi, xong một vụ án. Thank you.
nó ngủ gì gì đó. Đâu ra ông nói sơ sơ vậy, cái xe đâu không giới thiệu anh này nó. Nhã nó không có giới thiệu gì hết, nó cho mình coi không à. Đó, bữa nay mình gặp chú Hoàng là tác giả của cái động cơ này, để tôi đưa từ cái động cơ xăng chuyển qua cái động cơ dầu nè các bạn, đưa vô để ông nói sơ qua về cái động cơ Nissan mà đời 82 này nè. Bây giờ nó nói chung ra thì cái máy này nó cũng không có ấy, nhưng mà nó khó nhất là dầu mà xăng mà qua dầu thì nó khó lắm, tại vì bây giờ em thấy không? Đó, cái miếng canh đó ông là em thấy em ghê rồi đó. Tại vì cái miếng canh đó là tại vì cái máy xăng với cái máy dầu á, là cái động cơ của nó là cái bánh trơn dục của nó là khác hơn, khác xe. Nó mỏng với vậy, cái thằng này nó vậy nè. Bắt buộc anh phải cắt một cái miếng canh miếng, như vậy. Miếng mặt ram giống như là mình tháp máy. Thì cái này không phải giống như tháp máy mà là tháp máy. Tháp máy. Thật sự là tháp máy luôn đó các bạn. Đó, miếng đó khoảng 2 phần mấy, 2 phần rưỡi không? 2 phần. hai phần thấy ghê quá ha. Hai phần đủ miếng hai phần đó rồi nó rồi nó tức có... là cái bánh trơn của cái vậy tháp. Là bữa nay mình hiểu thêm là không phải là mà làm cái máy không mà còn là tháp vô nữa. Tháp vô nữa chứ không phải là cái máy không đâu, mình phải tháp vô nữa rồi. Như tí cái giò của nó này, giò nó bây giờ á thường á là cái giò của nó bây giờ là nó nằm bằng là nó nằm ngay chỗ cái lục nhớ, nằm ngay chỗ lục nhớ nè, ngay chỗ lục nhớ luôn nè. Bắt thì không có được. Cái giò cũ ha. Cái giò cũ nó đúng là đây nè, nó nằm đây là nó phải lên ở đây, mình phải chế, mình phải hạ nó xuống dưới nữa. Nó làm cho nó đúng theo cái theo cái ba game của nó là nó để thôi là nó phá đồ. Đó mình nói cái giò cho thật sự là cái bách nền đó các bạn. Đúng không? Cái bách nền tức là cái máy xăng á là nó không có cái con heo dầu, chỗ đó nó rất trống, nó chỉ có một cái lọc nhớt thôi. Rồi là mình có chỗ mình bắt. Cái động cơ cũ chạy đen cô hay gì chú Hoàng hay là chạy động cơ chạy xăng cũ á? Chạy xăng cũ là chạy bằng hòa khí. Hòa khí là không mà đánh lửa kìa, đánh lửa đen cô hay là đánh lửa? Đánh lửa là bằng cái đánh lửa bằng gì ta? Cái đánh lửa thì nó là bằng chích lửa đánh lên biên trường à. Đó là gọi là cái đen cô. Nó có một cụm tròn chia ra 4 cái buji. Đúng rồi. Đó là cái hệ thống đánh lửa đen cô cũ như là chiếc động cơ CA10 vậy đó các bạn. Nó quay quay nó có thang chích lửa. Thì chắc này luôn cũng về nè. Ra ngoài này bây giờ tháp cái này vô thì nó phải nó hơi dài hơn cái thằng này, cái canh quạt nó đưa ra dài hơn, bắt một cái cắt tháp cái cánh nước đưa về trước chút xíu. Gin của ta là nhưng mà có ảnh hưởng gì tới cái khung sườn hay không, hay là cái khung sườn không ảnh hưởng chứ cái vàng cái này là chỉ có bắt thôi nè. Ông ra chưa nước hả? Nè gọc nè, gọc đưa về trước cho nó sát, gọc đưa về trước cho nó sát nè. Bô e qua gì cũng phải chế lại hết. Bô e thì phải coi như là cải tiến một số vấn đề để cho nó phù hợp với cái động cơ này. Cái gì cái nào đụng thì cắt bỏ. Không phải cắt giờ chứ không phải cắt bỏ. Cắt bỏ rớt xuống cái đầu máy xuống luôn. Chỉ nó có giống một thứ thôi là cái bô nó đều là ở một bên. Nó đều gom mấy đó bắt vô đúng như cái bô thôi. Cái này cũng vậy nè, hồi xưa là nó nằm ở dưới á. Nằm dưới rồi nó dưới không hay rồi, phải dời lên. Bây giờ đâu phải dời, nằm dưới rồi phải nằm lên trên này nữa. Rồi với khác một thứ nữa là cái máy xăng á là đề chỉ có bình 50 ampe thôi, còn cái máy dầu này bình 50 ampe đề không nổi, phải bắt buộc mình phải xài bình lớn hơn cho cái ampe không? Tại máy xăng áp suất nó thấp. Rồi nhưng mà nhìn thấy cái động cơ đặt xe thấy nó phức tạp không nha Lưu? Nhưng mà á, mình thật sự mình nói là mình cái vấn đề nó khác chứ cái cặp bác bình thường với các bạn thì nó phức tạp, nhưng mà thật sự khi làm ra vụ gấp vào động cơ gặp cơ á, thì cái bô e nó sai phải không, mình từ từ khắc phục cái bô e, rồi dây nước hoặc là dây ben nó sai, hoặc là cái dây làm lạnh các bạn khắc phục từ từ nó sẽ đầy đủ lên hết, nó hoàn chỉnh lại. Mình thấy nó rất là gồ ghề, nó tạp nhạp, nhưng mà thật sự ra lúc mình làm á, thì nó cũng đơn giản. Những cái bộ phận nào chính mình làm trước rồi các bộ phận làm sao các bạn, chế độ là gì đó rồi mình khắc phục lần cái mình bổ sung thêm, cuối cùng là nó đầy đủ y chang như chiếc xe này đây. Bởi vậy nhiều bạn dòm vô cái xe chuyện một đúng hết trơn rồi mở ra rồi ông chế thì sao mình phải hiểu cái nguyên lý nó là làm việc của nó trước phải không chú Hoàng? Thôi giờ mình cũng chạy vô mình làm cho em luôn cái này, đang đi về ăn gian cái nãy giờ quá trời mỏ nhọn rồi. Xe tới rồi mà cũng chưa xong nữa.
À, bữa nay đề ba chờ hỏng bánh đầu vô anh coi ơi. Trời ơi. Thôi vậy nha. Dạ. Thì anh em mình trao đổi nhau. À, thật lỗi bình nào ơi. Bà xã em mời anh đó có chừng nào mà có xuống sóc trăng á alo cái gặp tại nhà cái sóc sóc trăng làng bánh bía đó phải không? Đúng rồi. À, bánh bía sóc trăng là nổi tiếng rồi đó. Vậy là có rồi, có dịp là đi xuống đi dưới là có cho nhã thôi, chạy ra lấy xe ra. Là có chiến hữu nữa rồi đó. Có chiến hữu. Tại vì này nó ở ngay gần mấy cái lò bánh ngay cái đặc sản của sóc trăng luôn mà. Rồi. Thôi tạm biệt chú ơi. Tại cái xe chắc này cái anh này ảnh lại ảnh lấy cái động cơ nè, gia sát vô đây luôn anh. Sát vô luôn. Gia sát vô luôn đây anh bước rồi. Không có anh chạy tới đây thì cái lấy cái đít nhắc vô đây. Phải không? Quá kìa. Không sao, có mặt cam rồi. Nhưng mà gửi ra là làm không kịp. Gửi là anh phải đi mua dên này đó, anh phải cho tôi số điện thoại rồi có gì tôi liên lạc với anh. Nếu tôi mua không được là anh đi mua. Rồi đem tiền 2 ngày cũng được. 2 ngày là bỏ ngày nay nè. Rồi. À. Gọi anh đang luôn đi. Rồi anh bấm vô 0939. Rồi. 234549. Đây là cái động cơ máy phát điện nè, của Yanmar nè các bạn. Yanmar, đang rất to, SI 200 này 2 kg rồi đây. Không? Có này đó, để này mà cái là máy riêng. Cái máy này cũng có thùng này mà. Đâu yên được. Là Yanmar GE500 nè, 2 kg. Nhá đi máy bỏ trọng á. Đúng rồi đó. Hai, có anh lui em. Em hai, anh tên gì? Em được. Anh được phải không? Em đi anh tên Vẽ. Vũ. Hả? Vũ. Vũ nha. À. Đó là tôi sao gỡ ra rồi tôi mới liên hệ với anh. Nó sao vậy đó mới sửa. Máy này gãy dên rồi. Dạ tại anh biết cái vấn đề gãy dên đó là chưa biết nó có bể sơ mi hay không. Đã đánh cái rổm mà. Tiếp tay kinh vô trong lên đây. Ở đây cái mấy bạn mình tưởng được của nó. Đây. Rồi chị đến được rồi. Cơm phải dẹo qua. Thôi em được rồi. Cơm này cho em nó về nữa. Ừ. Tự nhiên luôn ăn lấy sức cần quay máy nha. Đó lên xíu nữa rồi chắc này là đưa cái Vikino 320 ra xe nè các bạn. Ra xe của anh Bước nè, anh Bước là chùm chạy xe mà chở đồ mà cần càng ở xứ mình luôn nè. Mà đợt này thì không có chạy Cần Thơ nữa mà qua xong canh qua tới An Giang. Cái này nãy thêm nhất nữa. Hả? Nhất. Ê sao xì nhất em? Không được. Hạ xuống. Để nghe ngắn lại. Cắt đi ro lại. Đợi xíu anh Vương. Rồi cạo hết rồi củ bỏ nha. Vẫn còn cái nạn 81. Tính tiền mau không? Vậy là làm đi ha, làm là cẩu đi. Tính rồi mình tiền cũng đợi chút đi để mà công xuống nữa. Rồi ok.